cho cả nhà đang ở đảo, xã đảo Tâm Hải, mọi người cùng Long đi tham quan một lát nha. Làng Bích Họa Tam Hải, mọi người. Đây là do các sinh viên trường đại học Đà Nẵng về vẽ. Mang cá rất là đẹp, nhìn rất là tự nhiên sao. Ôi trào mọi người ơi, nhìn cái trào luôn hờ, nhiều chim dữ vậy. Wow, cây bơ mọi người ơi, bơ rất là nhiều trái ghê cứu luôn đó, lần đầu tiên thấy cây bơ. Trời, trái triệu quả luôn. Cá cả đàn. Ở đây nó ít thì đi còn được, chứ còn quay còn được chứ đi. Ở ngay chỗ mình nó dài quá, đi tới mỗi chân rộng dài nhiều. Hình đơn giản quá ha. Có gì đâu, ít cảnh, ít ai quá, không phải gì. Cái mí